Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thì ngày hôm nay 20 tháng 6 với sự hỗ trợ của ngành y tế thành phố, quận Thanh Khê tiếp tục huy động tổng lực tập trung điều tra dịch tễ truy vết các trường hợp có liên quan đến các ca bệnh. Cụ thể, sau khi phong tỏa cứng khu vực Tam Giác tại hai phường Thạc Giáng và Chính Giáng, quận đã tiến hành đến từng nhà hậu dân để điều tra dịch tễ lấy mẫu xét nghiệm. Tổng cộng khu vực phong tỏa này có khoảng 748 hộ dân với hơn 3.000 nhân khẩu. Bốn điểm nóng liên quan đến các ca bệnh cũng được kiểm soát chặt chẽ. Trong sáng nay, thì phường Tân Chính cũng đã cho tạm dừng hoạt động chợ Tân Chính do có liên quan đến ca bệnh, đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ 130 hộ tiểu thương kinh doanh buôn bán tại chợ công tác truy vết lấy mẫu xét nghiệm đang được ngành y tế thành phố và quận thanh khê tăng tốc nhanh nhất có thể để kịp thời đánh giá toàn diện nguy cơ khoanh vùng nhanh ngăn chặn dịch lây lan rộng ra cộng đồng